Đừng để về già phải sống cô đơn. Bốn cái dạy con cháu rất ghét nhưng không nói ra. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, trong cuộc đời mình, quý vị đã từng mắc sai lầm chưa ạ? Chắc chắn là có. Không chỉ một mà có khi còn là hai, là nhiều hơn thế. Sai lầm thì cũng có nhiều kiểu sai lầm. Có những cái sai chúng ta có thể sửa được. Chúng giúp quý vị tiến bộ hơn, tốt lên và hoàn thiện hơn. Nhưng có những cái sai mà đôi khi phải trả giá bằng cả cuộc đời mình vẫn không hết được đâu quý vị ạ. Nhất là khi về già có bốn cái dại, bốn sai lầm rất dễ mắc phải. Con cháu cũng cực kỳ ghét nhưng ngại không dám nói ra với quý vị. Một khi phạm phải nó sẽ khiến quý vị rơi vào bế tắc, mệt mỏi, phẫn uất, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất của quý vị nữa đấy. Vậy quý vị có biết bốn cái dại đó là gì không? Làm thế nào để mình tránh phạm phải? Quý vị hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Cái dại đầu tiên rất nhiều người đang mắc phải đó là khỏe không thương thân, khi đổ bệnh hối hận cũng chẳng ích gì. Hôm qua tận 11 giờ đêm, Ngẫm Sự Đời mới tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ. Tôi vừa chợp mắt được một lúc thì điện thoại của tôi đột nhiên nhận được tin nhắn trên Facebook. Nhấp vào hộp thoại, tôi nhận ra đó là một người bạn đã lâu không gặp lại kể từ khi tốt nghiệp đại học. Người bạn này gửi cho tôi một bức ảnh kèm một tin nhắn dài dằng dặc. Anh kể cho tôi nghe những việc anh gặp phải, nguyên văn như sau. Tôi đã làm việc hơn 12 giờ đêm mới ngủ trong một tháng và thường tôi làm việc hơn 14 đến 16 giờ mỗi ngày. Tôi ra ngoài lúc 8 giờ 30 sáng và nghỉ làm lúc hơn 10 giờ tối. Lẽ ra tôi nên đi ngủ sau khi tắm. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn của chính mình, tôi cảm thấy khó chịu và không thể không làm. Dọn xong, tôi lại hứng thú với việc đọc vài trang sách vào cái giờ gà đã lên chuồng từ lâu. Tôi thực sự mệt mỏi và cảm thấy cuộc sống ngày càng nhàm chán. Tôi có phải là người duy nhất bị như vậy không? Quý vị có thấy những chia sẻ này của anh bạn tôi có quen không ạ? Cảm giác như chính mình trong câu chuyện này, đúng không quý vị? Quả thực có rất nhiều người bây giờ sau khi làm việc 8 tiếng ở công ty lại tăng ca như một cái máy. Hỏi thích làm như thế hay sao? Ai cũng bảo không. Thế nhưng nếu không làm như thế thì làm sao đủ đáp ứng được nhu cầu con người trong nhịp sống hiện đại hối hả như bây giờ? Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, chúng ta luôn rất bận rộn, đắm chìm trong công việc mà không có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Chúng ta ngược đãi bản thân từ ngày này qua ngày khác, vô thức thành một con người thiếu sức sống, quên mất một ngày có bao nhiêu tiếng. Một câu nói quen thuộc mà quý vị nào cũng từng nghe đó là có sức khỏe là có tất cả. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của con người. Nghe thì sáo rỗng vậy thôi, nhưng không ai có thể cãi lại được, quý vị nhỉ? Không có sức khỏe thì dẫu chúng ta có giàu có, nhiều tiền của tài sản đến đâu thì mọi thứ cũng là vô nghĩa. Thế mới thấy khi còn trẻ bạn cần quý sức khỏe của bản thân, đừng sống vì buông thả, sa đà vào rượu chè. Khi không biết kiểm soát bản thân, sức khỏe bị bào mòn thì hối hận cũng không kịp nữa. Quý vị nghĩ một con người rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền? Chỉ có duy nhất sức khỏe mới có thể chứng minh được điều đó thôi quý vị ạ. Không có sức khỏe, tiền cũng chẳng ý nghĩa gì. Sức khỏe là cách mạng của tiền tài. Không cần biết có tiền hay không có tiền, đều phải dùng vào việc chăm lo cho sức khỏe bản thân trước. Có sức khỏe rồi thì mới ăn ngon, ngủ yên, mới biết quý trọng cuộc sống. Bên cạnh bệnh tật ngoài thân, tinh thần cũng là một điều vô cùng quan trọng quý vị ạ. Khi trạng thái tinh thần tốt, trong sạch, con người mới sống khỏe. Vì vậy, điều quý vị cần đó là giữ trạng thái tinh thần tốt, đừng giữ tâm tối tăm, nhơ nhuốc. Đây chính là liều thuốc độc và cũng là liều thuốc nhanh nhất khiến con người ta mất hết phúc khí.
dẫn đến bệnh tật ốm đau triền miên. Quý vị nhất định phải chú ý kiểm soát nhé. Cái giáo thứ hai, đó là còn trẻ mà ham mê tửu sắc về sau hối hận. Quý vị thân mến, đã là nhân thì sẽ bất thập toàn. Thật vậy, chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Chính vì thế, khó tránh khỏi những lúc phạm phải sai lầm trên đoạn đường làm người. Nhưng cũng nhờ những sai lầm ấy, chúng ta mới có thể hoàn thiện bản thân hơn và trưởng thành hơn. Tuy nhiên tiếc rằng, sai lầm thì cũng có sai lầm này, sai lầm kia. Có những sai lầm để lại cho chúng ta cảm giác hối tiếc đến tột cùng mà mãi mãi không thể nào sửa chữa được. Và ham mê tửu sắc chính là một trong những sai lầm như thế. Ngấm sự đời tin là quý vị nào ở đây cũng đều biết và đều hiểu rượu và sắc dục chính là hai vui thú, cũng là cám dỗ của con người. Một khi đã sa đà vào rượu chè sắc dục, bạn khó kiểm soát được bản thân. Lúc này, đầu óc của quý vị dễ bị mụ mị, quên hết đạo nghĩa, việc nào nên và không nên làm. Từ đó, bao nhiêu đau khổ, tật ách, khó khăn tìm đến với mình, quý vị ạ. Mà điều này chẳng phải là lời đe xuông đâu, quý vị nhé. Thời cổ đại, rất nhiều bậc đế vương, cho dù thuốc bổ hay mỹ vị gì cũng ăn. Nhưng một khi buông thả dục vọng, ham muốn quá độ vào sắc dục, thì thường đoản mệnh. Hay cũng có những quân vương vì ham mê sắc dục, bỏ bê việc triều chính, cuối cùng mất nước, diệt thân. Trong sách sử, những ví dụ về trường hợp này nhiều không kể xiết. Hạ Kiệt, hôn quân cuối cùng của triều Hạ, 1728-1675 trước công nguyên. Ngày đêm đắm chìm trong tửu sắc, ông say mê phi tử, nguội hỉ và bỏ bê việc triều chính. Khi có trung thần can gián rằng đam mê tửu sắc có thể mất nước, ông đáp lại: ta biết rằng đàn ông và phụ nữ có vai trò khác nhau trong gia đình. Vợ và chồng là bạn đời của nhau. Ta là vua một nước và sủng ái muội hỉ. Điều đó có gì sai? Cũng chính bởi bảo thủ chìm đắm trong sai lầm, Hạ Kiệt đã không nhận ra sự khác biệt giữa mối quan hệ đúng mực của nam nữ trong cuộc sống gia đình với ham mê sắc dục và bị nó chi phối. Về sau, Hạ Kiệt đã bị Thành Thang đánh bại, bị lưu đày đến Nam Sào và tự vẫn ở đó. Một trường hợp khác là vua Trụ của nhà Thương 1600-1046 trước công nguyên. Trụ Vương là người thông minh, có tài biện bác không ai cãi được, lại có sức khỏe phi thường. Nhưng ông ta là một bạo quân vô đạo, hoang dâm vô độ, nổi tiếng trong lịch sử. Ông ta thích xu nịnh và bỏ qua những lời can gián trung thành. Ông ta ngày đêm sủng ái Đát Kỷ và bỏ bê việc triều chính. Ông ta chỉ nghe lời Đát Kỷ và vô cùng độc ác. Vì thế, ông ta bị chư hầu xa lánh và nhân dân căm hận. Chu Võ Vương của nhà Chu thống lĩnh chư hầu chống lại bạo quân, còn Trụ Vương thì bị nhân dân bỏ mặc. Khi thấy rằng mình đã hết thời, ông ta đã tự thiêu tại Lộc Đài. Từ nhiều bài học nhắn tiền ấy, các bậc thánh hiền thời cổ đại đã giảng rằng thứ khiến cho người ta ngu tối và khuất lấp là ái và dục. Người cầu danh sẽ bởi vì háo sắc dục mà danh bại. Người cầu lợi sẽ bởi vì háo sắc dục mà lợi mất. Người cầu học sẽ bởi vì háo sắc dục mà bỏ dở giữa chừng. Một người bình thường bởi vì háo sắc dục mà gia sản tiêu tán. Người làm quan bởi vì háo sắc dục mà chức quan mất. Dâm dục là căn nguyên của hết thảy tội ác, ô nhục, tai họa, bệnh tật, thống khổ, phiền não, thất bại và suy nhược. Lời dạy này quả thực có qua bao nhiêu thế kỷ thì vẫn luôn đúng, quý vị nhỉ? Việc đam mê tửu sắc sẽ đem đến rất nhiều hậu quả đau lòng. Dù cho có phúc phần thoát ra được cái đam mê đó, thì hối hận cũng đã muộn rồi. Nỗi đau lớn mà bản thân gây ra cho mọi người kề cận xung quanh là chẳng thể bù đắp được. Đồng thời, nó cũng sẽ tồn tại ở trong tim họ, khiến họ nhìn ta bằng con mắt khác vô cùng tệ hại và xấu xí. Ngấm sự đời tin rằng chẳng ai muốn sống trong những năm tháng tuổi già đầy ân hận, day dứt rồi cả tủi hổ, mất mặt như thế.
đúng không quý vị? Thứ ba, ấy là còn trẻ mà không chịu học hành, trau dồi kiến thức, về già hối hận cũng chẳng kịp. Ngày còn đi học, bố mẹ, ông bà, thầy cô, ai cũng nhắc nhở rằng phải học, luôn học và học không ngừng. Hồi đó, ngẫm sự đời thấy, những lời nhắc ấy thật gò bó, đôi khi còn tạo áp lực cho mình nữa. Nhưng càng sau này, ngẫm nghĩ mới thấy quả thực, học tập trau dồi kiến thức là con đường vững chắc nhất để chúng ta thành công, hay ít nhất là để người khác không thể coi thường được mình, quý vị ạ. Khi còn trẻ, trí tuệ của con người vẫn còn đang tinh thông, minh mẫn, tinh thần sôi sục, nhiệt huyết dâng trào. Đây là thời điểm tốt nhất để quý vị học tập, tiếp cận những điều mới mẻ. Tuy vậy, cũng có không ít những người trẻ không vượt qua được cám dỗ, chỉ chìm đắm trong những thú vui hoa mộng. Điều này khiến họ mất hết ý chí phấn đấu, chỉ ham mê hưởng thụ, ăn chơi. Đến cuối cùng thì sao? Chắc quý vị cũng hình dung được ra rồi nhỉ? Với cái đầu rỗng tuếch, cùng vốn kinh nghiệm chỉ là con số 0 trên con đường sự nghiệp. Thành công là điều những người này không bao giờ có được, lúc nào cũng chỉ biết tặc lưỡi ao ước mà thốt lên hai từ giá như. Chưa kể, bên cạnh những bài học ở trên trường lớp được thầy cô truyền dạy, thì những bài học ngoài trường đời cùng với môi trường công sở cũng đầy rẫy những bài học quý báu và miễn phí, nhưng không phải ai cũng nhận ra được đâu quý vị. Và nếu không nhận ra thì rồi khi có việc cần dùng đến mới cảm thấy hối hận. Ví dụ như, nếu như có một vị sếp giỏi, nếu như học theo mà không học, suốt ngày tính lo chuyện sân si và tranh đấu thị phi trong công ty, mãi sau này khi làm một việc gì lớn lao hơn một chút, gặp khó khăn mới tự trách bản thân năm xưa đã mải chơi, không biết học hỏi người tài. Nhưng hối hận lúc này thì liệu có còn kịp nữa hay không quý vị ơi? Và cái dại cuối cùng, 90% người già đều đã thừa nhận, đó là không biết tiết kiệm, miệng ăn núi lở, đến già mới thấy ân hận vô cùng. Người xưa có câu dạy thế này quý vị ạ, miệng ăn núi lở, tức là ám chỉ đến việc dù có giàu sang đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu không biết làm việc mà chỉ biết tiêu pha, hưởng thụ thì bao nhiêu tiền cũng hết sạch. Thực tế cho thấy có rất nhiều kiểu người như thế này, quý vị đã gặp hay chưa? Sinh ra trong gia đình giàu có sẵn nền tảng, họ chìm đắm trong những thú vui xa xỉ, hưởng thụ. Đến lúc ân hận thì toàn bộ khối tài sản của họ đã bay đi đâu mất. Quý vị ơi, cuộc đời của con người không bao giờ biết được ngày mai sẽ ra sao. Là người giàu hôm nay nhưng lại nghèo ngày mai, nào ai có thể đoán trước? Nếu mà không biết tích cóp, kiệm chi để duy trì tài lộc thì sau này nghèo khó biết kêu ai. Điển hình như đợt Covid vừa rồi đấy quý vị, có ai ngờ là một con virus nhỏ bé mà lây lan đến mức độ như thế đâu. Rồi một con virus như thế mà ăn dần, ăn mòn từ nền kinh tế đến đời sống của tất cả mọi người. Vậy nên, nếu không tiết kiệm thì làm sao chống chọi được với những biến cố bất ngờ như thế, đúng không ạ? Quý vị hãy nhớ rằng, khi giàu có được tôn kính, ngưỡng mộ, đến khi nghèo khó lại bị đả kích, khinh bỉ. Nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh như thế, hãy tiết kiệm càng sớm càng tốt. Cuộc đời không có thuốc chữa hối hận, cũng không có máy quay ngược thời gian. Đừng để đến khi sai lầm quá mức, không thể cứu vãn được. Trên đây là 4 cách giải rất khó để sửa chữa trong cuộc đời. Thế nhưng đáng nói là bây giờ rất nhiều người đang mắc phải. Thế nên ngẫm sửa đời, mong rằng quý vị không nằm trong số đó. Làm gì cũng nên cân nhắc, suy xét kỹ lưỡng, cẩn thận để không phải hối hận về sau, quý vị nhé. Quý vị thân mến, về già được sống trong sự vui vẻ, thoải mái và an yên là điều mà ai cũng mong muốn và cố gắng để hướng đến, đúng không ạ? Lúc này mọi thứ đều đến và đi một cách nhẹ nhàng. Bản thân quý vị cũng cảm thấy bình yên, không có điều gì phải hối tiếc, ân hận hay áy náy, day dứt thì càng tuyệt vời hơn. Khi về già, một người có phúc khí thường có 3 dấu hiệu sau.
rất dễ để nhận ra. Nếu quý vị có một trong những dấu hiệu sau đây là điều đáng mừng đấy quý vị ạ. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi với Ngắm Sự Đời nhé. Thứ nhất, đó là lòng nhân ái, trái tim từ bi, nền tảng của cuộc sống. Quý vị ơi, người xưa từng nói, giữ thức ăn cho chuột, không thắp đèn cho sâu bọ. Theo nghĩa đen thì câu này có nghĩa là không để chuột chết đói bằng thức ăn thừa, không để sâu bọ bay vào đốt lửa, ban đêm không thắp đèn. Còn hiểu rộng ra thì câu này muốn nói đến những tấm lòng nhân ái của người xưa là nền tảng để chúng ta tu thân dưỡng tính. Nếu thiếu thiện tâm thì một người không khác gì như gỗ đá, cỏ cây. Quý vị hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu ai cũng đánh mất lòng nhân ái trong cuộc sống thì trên đời này chẳng còn sự cảm thông giúp đỡ. Cứ sống trong thế giới vô tâm, vô vị như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, đúng không ạ? Nhưng đáng buồn thay, trong cuộc sống hiện đại ngày nay vẫn có rất nhiều người chẳng ngộ ra chân lý này, hoặc nếu có cũng nhắm mắt làm ngơ. Họ vì muốn ham muốn vật chất mà đánh mất đi lương tâm, tưởng rằng mình được lợi thì sẽ có phúc trong cuộc sống. Nhưng thực tế thì hành vi này chẳng khác nào đùa với lửa và tự thiêu. Đời người chỉ khi học được sự thấu hiểu, cảm thông với bất hạnh của người khác thì mới trở nên nhân hậu và tươi đẹp. Ngoài việc cho người khác, lòng từ bi còn có thể mở rộng trái tim và phát triển lòng từ bi với bản thân. Ngay cả khi quý vị không có khả năng giúp đỡ người khác, một nụ cười và một lời an ủi có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp, mở rộng trái tim và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của mình, quý vị ạ. Thứ hai, đó là biết tôn trọng những người xung quanh. Đã bao giờ mà quý vị bị một ai đó khinh thường chưa? Cảm giác đó có dễ chịu với quý vị không? Chắc chắn là không, đúng không? Thế thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người khác nếu như họ bị chúng ta coi thường, thiếu tôn trọng, quý vị nhé. Người có phúc khí là người biết tích lũy phúc, gìn giữ phúc, lại biết chia sẻ phúc khí với người khác. Một người muốn có phúc khí thì nhất định phải biết tôn trọng người khác. Vì sao tôn trọng người khác lại có được phúc khí? Bởi vì tôn trọng người mà được tôn trọng lại, được quý nhân trợ giúp mà đạt được thành tựu. Trái lại, người không tôn trọng người khác thì sẽ tự cô lập chính mình, không có người trợ giúp. Và quý vị biết không, người biết tôn trọng người khác có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ và yêu thương người khác. Như thế, họ cũng được người khác trao cho nhiều cơ hội, vận may dễ dàng đến hơn. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Khi người khác có lỗi lầm, cho người khác một con đường lui là trí tuệ cao nhất của nhân sinh. Bậc trí già đều tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đối xử tốt với người khác là tạo phúc cho chính bản thân mình rồi đấy quý vị ạ. Thứ ba, đó là biết tự ước chế bản thân. Hiểu một cách đơn giản thì ước chế bản thân có nghĩa là quý vị tự điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng chính là cách mà quý vị thể hiện sự trân quý bản thân mình một cách thực sự, là một loại đạo đức cao thượng. Người tự kiểm soát được bản thân sẽ không ngông cuồng dựa vào thế lực, không bị cám dỗ bởi sự tình bên ngoài. Trong lòng họ luôn vững như giấy trường thành, có thể ngăn chặn được sóng cao vạn tượng. Và nếu như quý vị biết tự điều chỉnh, hạn chế, ước thúc được bản thân, có thể thẳng thắn đối mặt với chính mình, khi ấy quý vị có thể dùng tâm thuần khiết để đối đãi với người khác. Hiệp nghĩa khi kết giao bạn bè, giữ được chính nghĩa, không thiên vị, có thể ngẩng đầu đứng ngạo nghễ hiên ngang như cây trúc. Dù cho có phải đối mặt với muôn hình muôn vẻ sự hấp dẫn trong cuộc sống, thì tâm không động, mắt không say mê, miệng không tham. Một người biết tự ước chế bản thân mình sẽ biết bản thân mình nên làm gì, không nên làm gì. Tự ước chế là một nguyên tắc trong việc làm người và đối nhân xử thế, là thể hiện của phẩm hạnh cao thượng. Người biết tự ước chế bản thân khi có được thành công cũng không tự mãn khoa trương. Mặc dù thành công vô cùng cũng sẽ không khiến người khác
có cảm giác người ấy tự cao tự đại. Người tự ức chế được bản thân là người khống chế được tâm tính và tài phú của mình. Họ biết thứ gì nên xả, thứ gì nên nắm giữ. Đặc biệt, người có phẩm chất này sẽ tuyệt đối không lấy tiền tài bất nghĩa, không dễ dàng bộc phát tức giận. Người ấy khi làm gì cũng biết tiến thoái phù hợp, luôn dùng tâm thái tốt đẹp để tiếp nhận hết thảy. Như thế, phúc khí tự nhiên đến với họ ngày càng nhiều, tai họa cũng ngày càng rời xa họ. Quý vị thân mến, tục ngữ nói, hoa nở thì phải tàn. Không ai sống 100 ngày mà đều tốt đẹp cả. Đời người chính là như thế, lên lên, xuống xuống vô thường. Phải ghi nhớ rằng, khi đang có vị trí cao, có nhiều may mắn đến, thì phải biết trợ giúp người khác. Khi đang ở chỗ thấp, gặp nhiều vận rủi, thì nên tích phúc đức cho bản thân. Như thế, phúc khí sẽ tự nhiên đến, cũng sẽ tự nhiên đạt được những gì tốt đẹp. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.